30 chiều. Nắng vẫn vàng, nắng vẫn rát hết cả người. Một quyết định khá là liều lĩnh. Là em phải tỉa hết lá cây này, rút răm cây này, làm gọn gàng luôn. Cây ổi này, mặc dù mới nhập về thôi, thì cái cơ sở của cây này là dám làm cái chuyện ấy, bởi vì là làm nó, thực ra nói nó ổn định chậu lâu năm rồi. Cái thứ hai nữa là nó đang bị thiếu chất đi các bạn. Nó đang bị lả lướt, những cành nó bị lả lướt, cành già nó bị lả lướt. Và thứ ba là quá trình vận chuyển về thì nó bị xây sát lá lết ngọn rất là nhiều. Đấy, cảm giác nó lả lướt các bạn. Thì phải rút thôi. Nhưng mà tai hại nhất là thời tiết này. Thời tiết này thì bình thường cây, cái cây bình thường này vườn nó đã héo hắt hết rồi. Giờ mình làm thì nó cũng rất là nguy hiểm. Đối với cái cây nó có giá trị như này càng nguy hiểm. Nó không như cây ổi này thì cây ổi của em này, cái nhỏ nhỏ này thì vừa mới rút xăm được mấy hôm ấy, thì nó đã phun mầm lên như này rồi. Sau nó rất là đều và khỏe. Nhưng cây này thì rất là đáng ngại. Đấy, mà che chắn thì nó to quá, cũng khó che. Thế thì chỉ còn cách là rút đến đâu lại bôi mực keo lên sẹo đến đấy, và bón dinh dưỡng cho nó thật đầy đủ để cho nó khỏe lên. Các bạn, nó không đơn giản như những cái cành tơ, cành nhỏ dưới ngọn này, mà ở trên này nó đang yếu nên nó rất là dễ bỏ chi. Một số cái chi nó đã bị bỏ, bị sát sơ rồi, sức sống nó khá là yếu. Đối với những cái cành ở trên đây nhá, toàn thể cây nó vẫn rất là khỏe. Đấy, dù sao thì nó cũng rất là già rồi. Thì bây giờ em vẫn phải quyết định xuống lá và rút răm cây này cho nó gọn gàng nó. Sau đấy sẽ ủ phân xuống gốc nó cho nó khỏe đó nhá. Rồi, làm thôi.
Thank you.
và 2 tiếng đồng hồ vừa tỉa lá vừa đắp đất và tưới cây cho nó, đắp đắp phân các bạn, phân trâu bò một đấy thì mặc dù rất là nắng ấy nhưng mà vẫn phải làm các bạn, vì cuối tuần này mà em định đến cuối tuần có thể sẽ mưa nhưng và cuối tuần có thời gian nhưng mà cuối tuần này có kế hoạch có việc đi chơi rồi đấy thì phải làm luôn. Vấn đề là thứ nhất là nó bị như em vừa nói lúc đầu, nó bị lả lướt ấy. Đấy, hơi thiếu chất dinh dưỡng và nó hơi cỗi ấy. Thì phải tỉa thì kích thích cho nó ra mầm mới và nảy tộc, và những cái tay yếu thì cắt đi, những cái tay cần thiết thì để tỉa vào lá cho thoáng, cho những cái tay mà bị che nắng thì nó phát triển được thì thôi. Đấy, và đã bôi keo liền sẹo từng cái đốt cắt một, từ bé nhất cho đến to nhất các bác nhé. Đấy, cho nên là khá là yên tâm và cho cụ ăn no luôn, từ đá cho đến tượng là ăn cây là cho ăn no phân luôn các bác nhé. Phân chuồng ngoài mục, phân chuồng phân trâu mục ủ rất là lâu rồi. Đấy, và bơm nước, các cụ thì vẫn đánh cờ nhưng mà phân thì đổ đầy đâu các bạn. Đấy. Nhìn rất ngoan ngoèo các bác không, đúng không? Nhưng mà sau phá ra ấy, những cái đốt này nó ra mầm thì nó sẽ ổn hơn rất là nhiều. Bởi vì bác chủ cũ thì bác ấy chỉ tỉa sơ sơ, bác ấy có vẻ hơi ít thời gian, bác tỉa sơ sơ thôi, và những cái cành nhiều khi nó bị chết răm ấy. Đấy, nhiều khi nó chết răm một số chỗ rất là tiếc, bởi vì là cái tầng trên nó che tầng dưới nó yếu dần và thiếu chất dinh dưỡng thì nó sẽ chết. Cái răm tất nhiên cây nó khó mà chết được, nhưng mà răm thì sẽ bỏ răm. Tỉa như này thì sẽ rất là yên tâm. Đấy, bởi vì ụ nó cao phải che như cái này thì mới đựng được phân. Tí nữa em cho cái này phủ lên che nhé các bác nha, nhìn phê đâu. Đấy, tiện này. Ồ, rất nghệ thuật, đã thu bớt rất nhiều cái này lại nhưng mà tạm thời là chưa thu triệt để cho nó mạnh cây lên cả. Đó, ở phía kia nữa rất là nhiều nữa. Đấy, cho phía sau nó nha, phía nào cũng có phân nha, phía nào cũng được ăn phân, hôm nào ra lộc chắc chắn sẽ phải quay cho các bác xem, bởi nó sẽ phun một lứa đều luôn và cái nào khỏe với nhau, không có cái nào hơn cái nào. Đấy, mục đích của cái việc nó rút triệt để như này là để cho nó phát triển đều, tán nó côn gọn côn cây. Cảm ơn các bác nha. Những cây vú bò biết là cắt hết rồi. Rất nghệ thuật. Đá thì có cái nhô ra. Có cái chỗ đền thì nghỉ ngơi đây. Sau này sẽ đặt một số cái tiểu cảnh đấy nữa. Cụ vẫn chơi cờ vô tư trên phần khối ung. Đùa chúng tôi chứ cái phần mục nó không khối bác, không đi đất. Còn vâng nha, rồi xin cảm ơn các bạn.